Chiều ngày 27 tháng 12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tuyên vận năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là sự nỗ lực của toàn ngành, trong năm 2022, công tác tuyên giáo đã chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức trong các hoạt động. Cụ thể như đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận 21 của Bộ Chính trị, góp phần chấn chỉnh căn bản lề lối tác phong của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Ghi nhận những đóng góp to lớn trong thời gian qua, ngành tuyên giáo Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đảng, của tỉnh, đặc biệt là các cái đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đối với tỉnh và các cái đề án của Ban chấp hành các cấp. Rồi tiếp tục theo dõi chỉ đạo triển khai tốt kết luận 01 về việc triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất và hiệu quả để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nhân dịp này, một tập thể và hai cá nhân của tỉnh Lào Cai đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Một tập thể và hai cá nhân nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác tuyên giáo. Trước đó, sáng ngày 27 tháng 12, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022. Trong đó có 47 tác phẩm cá nhân thuộc thể loại tạp chí và thể loại báo cùng 3 giải tập thể. Ngày 27 tháng 12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Năm 2022, ngành văn hóa thể thao tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách ở lĩnh vực chuyên ngành. Toàn tỉnh có thêm một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 2 nghệ nhân nhân dân, 8 nghệ nhân ưu tú. Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 36,5%. Thể thao thành tích cao có 1 năm thành công với 123 huy chương các loại. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành văn hóa thể thao đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị ngành văn hóa thể thao tỉnh cần quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 một cách thực chất, toàn diện, gắn với hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, tạo ra các sản phẩm văn hóa thể thao đặc thù. Ngoài ra, cần có những đề xuất tổng thể đối với các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh để đầu tư, tạo đà cho phát triển văn hóa, du lịch, tiếp tục biến di sản thành tài sản để góp phần phát triển kinh tế. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho một tập thể và tặng bằng khen cho 5 tập thể 2 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 27 tháng 12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm 2022, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Với thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022. Năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra một số mục tiêu quan trọng, phấn đấu 95% hội viên trở lên được nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, nghị quyết của hội, thông tin chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương, kết nạp từ 500 cựu chiến binh, cựu quân nhân trở lên vào hội,
phấn đấu xóa hết nhà dột nát cho hội viên, cựu chiến binh nghèo, giảm tỷ lệ nghèo trong hội còn 3%. Phát biểu tại hội nghị biểu dương những kết quả của hội cựu chiến binh đạt được trong năm 2022, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để thế hệ trẻ noi theo. Đề xuất nghiên cứu những cái mới, những cái cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động, trong phối hợp với các ủy chính quyền địa phương cho nó phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị để nâng cao cái chất lượng hoạt động của hội cựu chiến binh. Tiếp tục động viên các cái thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân nêu cao cái tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để hội cựu chiến binh phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Chiều ngày 27 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị viễn thông trên địa bàn. Năm 2022, ngành thông tin truyền thông tỉnh Lào Cai đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn bộ 10 chỉ tiêu đề ra. 98,7% thôn tổ dân phố trong tỉnh được phủ sóng thông tin di động tại khu vực trung tâm, các khu vực tập trung dân cư. Triển khai cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, thử nghiệm cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế. 100% hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử. Công tác báo chí xuất bản hoạt động theo đúng định hướng của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Năm 2023, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đặt ra 23 mục tiêu trọng tâm cần hoàn thành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đề nghị ngành thông tin truyền thông cũng như các đơn vị doanh nghiệp viễn thông cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, phủ sóng viễn thông tại những vùng lõm sóng, trắng sóng, tập trung xây dựng kho dữ liệu chung của tỉnh để đảm bảo khai thác hiệu quả, kịp thời, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ và khai thác an toàn, có giải pháp ngăn chặn thông tin xấu độc, nâng cao hoạt động thông tin truyền thông về tỉnh. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng kết trao giải hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững lần thứ tư năm 2022.